bờ biển, sóng biển dạt dào đây này. Wow, đồng thế nhỉ. Này đúng là ngày hội văn hóa của ngành văn hóa. Đền thờ Nam Hải, đền đô đại vương thờ anh hùng liệt sĩ. Quá. Thế bây giờ là như nào? Bên theo hướng dẫn viên đi. Quá. À, đi vô đó cũng ra đây nè. Ừ, vậy hả? Vào đây mát rồi. Có bóng dâm mới khác. Mọi người nhớ em thì em không nhớ được người rồi. Đúng rồi. Đi vào đụng cái là nó đây là cái gì? Đây là chi ta? Không nghe thấy gì. Để thực hiện chủ trương đó thì hàng loạt công tác chuẩn bị đã được bí mật tiến hành. Xưởng đóng tàu 1 Hải Phòng được giao nhiệm vụ bí mật đóng tàu. Bộ đội quân khí thì được giao nhiệm vụ bí mật đóng gói các súng đạn để sao cho những bao gói ấy không có dấu vết gì chứng tỏ là đã từng được tiến hành tại miền Bắc của Việt Nam. Trung đoàn công binh 83 thì được giao nhiệm vụ sửa chữa bến và đường lên xuống bến tàu từ năm 1959 và thung lũng xanh vạn hoa nơi đây được chọn là nơi xây dựng cầu cảng này. Kính thưa các anh chị là trong suốt quá trình xây dựng và hoạt động thì Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khu 2 và khu 3 Đồ Sơn trên tinh thần là không có nhiệm vụ thì không ra vào. Và
Và đến tháng 8 năm 1962 thì chuyến đi trinh sát đầu tiên lên đường. Sau 4 ngày thì cập được cào Vàm Lũng, Cà Mau. Và sau đó thì sau nhiều ngày đêm chuẩn bị hết sức thận trọng và chu đáo, thì đến đúng 22 giờ đêm ngày 11 tháng 10 năm 1962 thì con tàu gỗ đầu tiên chở 30 tấn vũ khí đã bí mật xuất phát tại bến Vạn Xép, Đồ Sơn lên đường. Kính thưa các anh chị, là tàu này thì gồm 13 đồng chí thủy thủ, đều là các chiến sĩ miền Nam ra Bắc tập kết, do đồng chí Lê Văn Một làm thuyền trưởng, đồng chí Bông Văn Dĩa làm chính trị viên. Và khi ra tiễn anh em tại chân cầu cảng này thì bác Phạm Văn Đồng có dặn rằng: các chú được đảng giao cho nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là chuyển dòng máu nóng từ trái tim miền Bắc về với cơ thể của miền Nam. Các chú cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình cho thật tốt. Và bởi vì ý nghĩa sâu sắc và lớn lao như vậy nên con tàu số 1 đi chuyến đầu tiên này được đặt tên là tàu Phương Đông 1. Vâng, kính thưa các anh chị, là sau 9 ngày lênh đênh trên biển, gặp vô vàn sóng to, gió lớn và cả sự phong tỏa gắt gao của giặc Mỹ ở trên biển cũng như trên bờ, thì đến ngày 19 tháng 10 năm 1962, tàu đã cập được vào cửa Bồ Đề và sau đó cập được vào Vàm Lũng, Cà Mau an toàn. Toàn bộ 30 tấn vũ khí và người tuyệt đối an toàn, và toàn bộ số vũ khí trên đã được bàn giao cho bộ đội quân khu 9. Kính thưa các anh chị, là tin vui thắng lợi từ chuyến đi mở đường này đã được báo về Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Hồ Chủ tịch. Bác đã đích thân điện biểu dương khen ngợi những người làm nên chiến công này. Bác chỉ thị: hãy nhanh chóng rút kinh nghiệm, tiếp tục vận chuyển nhanh nhiều vũ khí hơn nữa cho đồng bào miền Nam đánh giặc, cho Nam Bắc sớm sum họp một nhà. Và từ sau thắng lợi của chuyến đi mở đường này thì Đảng và Nhà nước ta đã xác định được rằng con đường này có thể mở rộng hơn nữa cả về tần suất và chất lượng của chuyến đi. Trong khi đó, tình hình cách mạng miền Nam lúc bấy giờ ngày một lớn mạnh và đã xuất hiện rất nhiều các đơn vị bộ đội chủ lực. Yêu cầu đặt ra lúc bấy giờ là cần phải có những con tàu sắt có trọng tải từ 50 đến 100 tấn, chịu đựng được sóng gió từ cấp 7, cấp 8 trở lên để thay thế cho những con tàu gỗ. Và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này đã được giao cho xưởng đóng tàu 3 Hải Phòng. Kính thưa các anh chị, là đến đúng 19 giờ, ngày 17 tháng 3 năm 1963, thì con tàu sắt đầu tiên chở 44 tấn vũ khí cũng đã bí mật xuất phát tại bến Vạn Xép, Đồ Sơn lên đường. Và hành trình của tàu là Đồ Sơn, Nam đảo Hải Nam, Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, Đông đảo Cù Lao Thu, rồi từ đó mới tiến vào Bến Tre. Trong suốt cuộc hành trình dài của tàu diễn ra vô cùng là suôn sẻ, nhưng khi chuẩn bị cập vào bến thì lại gặp phải tàu tuần tiễu của địch. Và thuyền trưởng Đinh Đạt lúc bấy giờ đã ngay lập tức cho tàu vòng xuống rạch Láng, Trà Vinh. Đó là đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24 tháng 3 năm 1963. Và từ sau thắng lợi của những chuyến đi mở đường này thì những chiến sĩ và những chiếc tàu của đoàn 759 cứ lặng lẽ âm thầm rời bến rồi lại cập bến. Và bí mật chính là yếu tố làm nên sự thành công. Vì để giữ bí mật tuyệt đối cho tuyến đường biển này, không để cho kẻ thù phát hiện ra tuyến đường vận tải đặc biệt của chúng ta trên Biển Đông, nên trước khi nhận nhiệm vụ thì không tàu nào được biết công việc của tàu nào. Trước khi xuống tàu thì các đồng chí thủy thủ phải để lại toàn bộ giấy tờ tùy thân ở trên bờ, chụp ảnh cho từng đồng chí một và đơn vị tổ chức chụp ảnh cho từng đồng chí với các đồng chí đồng đội của mình. Bởi vì với họ, đây chính là những lần được đơn vị tổ chức cho lễ truy điệu sống. Bởi vì họ xuống tàu nhưng không biết là mình có đến đích được hay không. Bởi vì họ xuống tàu nhưng không biết là mình còn có cơ hội được quay trở lại bến gặp đồng chí đồng đội của mình nữa hay không. Kính thưa các anh chị, là mỗi con tàu trước khi ra khơi làm nhiệm vụ thì đều phải được cài sẵn các khối thuốc nổ lớn ở mũi, thân và đuôi tàu với các loại kíp nổ tức thì được khởi động bằng tay hay bằng điện. Và điều này đã thể hiện sự tự nguyện chấp nhận hy sinh của các chiến sĩ tàu không số để quyết giữ bí mật tuyệt đối an toàn cho tuyến đường biển của chúng ta. Và kính thưa các anh chị, là trong những cái chuyến hành trình đó thì có những ngày thời tiết trở xấu, những ngày gió mùa đông bắc tràn về, những ngày bão hoành hành ở trên Biển Đông là lúc mà tàu chiến của Mỹ ngụy về nơi trú ẩn an toàn. Nhưng đó lại chính là lúc mà những chiếc tàu của chúng ta hoạt động. Và bởi vì đường đi của tàu là hải phận quốc tế nên để tránh sự nhòm ngó của kẻ thù thì những chiếc tàu này phải cải trang thành tàu đánh cá. Và nếu như mà chẳng may bị địch phát hiện thì các đồng chí quyết liệt chống trả. Nếu như không giành được phần thắng, nếu không thoát khỏi vòng vây của kẻ thù thì các đồng chí quyết tử dùng bọc phá để cho nổ tung tàu để đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối cho tuyến đường biển này.
Và kính thưa các anh chị, là trong những chuyến hành trình đó thì cũng có những ngày là tàu hỏng máy, rồi những ngày tàu lạc bến thả trôi lênh đênh cả tháng trời trên biển. Trong khi lương thực và nước ngọt trên tàu thì có hạn, nhưng mà khi gặp tàu buôn và tàu đánh cá của nước ngoài cũng không dám gọi cấp cứu. Trong những ngày tháng khó khăn gian khổ đó, vừa đói vừa khát vừa mưa lại vừa nắng, nếu như chẳng may có đồng chí nào hy sinh, đành phải cho vào bao ni lông đặc biệt, cổ túm lại thả xuống biển, thế là vĩnh biệt nhau. Vâng, còn những con tàu mà may mắn đến được đích thì dù đến bến cũng không được lên bờ, không được gặp gỡ tiếp xúc với người thân. Có những đồng chí là xa quê hương cả 10 năm, nhưng mà khi về đến quê hương thì cũng không được đến gặp thăm cha gặp mẹ. Mà nếu như tình cờ nhìn thấy vợ trong đoàn dân công xuống tàu nhận vũ khí thì đành phải lánh xuống khoang tàu, ngậm ngùi nhìn qua ô cửa sổ để trông lên. Không một lời thăm hỏi, không một lời động viên, không một cái nắm tay để nhìn vào mắt nhau, nói chi là một cái ôm siết chặt nghĩa tình vợ chồng sau bao nhiêu ngày xa cách. Vâng, kính thưa các anh chị, là khó khăn, mất mát, hy sinh lớn lao như thế, biết bao nhiêu chiến sĩ và biết bao nhiêu con tàu đã phải mãi mãi nằm lại với biển khơi bao la. Tuy nhiên trong suốt 10 năm từ năm 1962 đến năm 1972 thì từ bến K15 Đồ Sơn, những chiến sĩ của đoàn tàu không số đã khuất phục những thiết bị tối tân nhất của giặc Mỹ bằng tinh thần yêu nước và mưu kế tài trí để vượt qua 65.721 hải lý, vận chuyển thành công hơn 80.000 cán bộ chiến sĩ cùng với 156.900 tấn vũ khí để chi viện cho chiến trường miền Nam, cùng với cả nước làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975. Và tại bến K15 Đồ Sơn này thì cũng là nơi có số lần tiễn tàu nhiều nhất. Tại đây đã tiễn gần 100 chuyến tàu trong tổng số 168 chuyến tàu của đoàn tàu không số. Vâng ạ, kính thưa các anh chị, là ngày hôm nay đến tham quan bến K15 thì các anh chị có thể thấy là ở phía bên tay trái của em, phía ngoài xa kia chính là 15 chiếc cột cầu còn lại của cầu cảng K15 năm xưa. Cầu tàu K15 năm xưa thì được thiết kế theo hình chữ T, có chiều dài là 60m, chiều ngang là 12m, độ rộng cầu là 6m và cột cầu thì được làm bằng bê tông cốt thép khung dầm. Bên trên là một lớp hai sắt và phía trên cùng là một lớp ván gỗ. Và kính thưa các anh chị, là ngày 1 tháng 5 năm 2006 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cùng với Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tổ chức khánh thành trọng thể biểu tượng bến K15 với hình cánh buồm. Và toàn bộ diện tích của khu vực này là 900m², trong đó diện tích tại khu vực bia hình cánh buồm là 105m². Đến năm 2008 thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có quyết định công nhận nơi đây là di tích lịch sử cấp quốc gia. Vâng ạ, kính thưa các anh chị, là vừa rồi thì em Dương đã vừa giới thiệu đến các anh chị một vài nét về lịch sử của bến tàu không số K15. Và sau đây thì xin trân trọng kính mời các anh chị, chúng ta sẽ di chuyển vào phía trước tượng đài để làm lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời các anh chị ạ. Kính thưa ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch, Sở lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin Triển lãm, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, diễn viên, tuyên truyền viên của đoàn đại biểu hội thi tuyên truyền lưu động biển và hải đảo Việt Nam. Tối nhậu với ông Lào Cai, khó nói chuyện Lào Cai. Của vĩ đại, với tất cả lòng thành kính, niềm xúc động sâu sắc nhất từ thẳm sâu trong trái tim chúng tôi, xin thắp nén tâm hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Các nữa, lớp ba được rồi, lớp ba thôi. Dạ. 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 Dạ